Hello cả nhà, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh dành Việt 8X. Em đang lái xe từ Vũng Tàu về lại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ là ở ngoài trời, em nhìn qua đồng hồ là 40 độ C cả nhà. Và những cái ngày tháng 4 này thì cuối tháng 4 này nhiệt độ ngoài trời rất là nóng và bắt đầu là vào mùa nắng nóng này. Thì em đang ở thị trấn, bây giờ là thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngoài trời cực kỳ oi bức và cái không khí nó rất là khô cả nhà, đặc biệt là trên đường nữa, đường nó cũng nóng và mật độ xe ở cái khu vực này thì phải nói nó rất là đông. Xung quanh đây là loại xe hạng nặng rất là nhiều, xe container rồi xe khách, xe chở rất là nhiều các loại hàng hóa từ khu vực cảng để đi về hướng này, hướng Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh nữa cả nhà. Thì đang ở khu vực Phú Mỹ này, nhiệt độ ngoài trời nó nóng như vậy cộng với cái lượng xe cộ cũng như là kẹt xe nữa thì làm cho không khí nó khá là ngột ngạt cả nhà, thấy không? Xe này, container này, các loại container luôn, rồi chở hàng này, chở thùng container, chở đây này, xe này xe chở đường nữa. Nói chung là nó ngột ngạt lắm, không khí nó ngột ngạt, rồi nhiệt độ thì cao. Đây nghe thật, đông quá, xe đông quá trời đông luôn. Em đi chạy đỡ qua cái lan này để thầy đi dễ dàng hơn, tại vì ba lan ở trong là coi như dày đặc với các loại xe tải, xe container. Thì khi cái này là chắn những cái dịp lễ 30 tháng 4 sắp tới là chắc chắn là những cái cung đường này, quốc lộ 51 sẽ đi về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh đi xuống Vũng Tàu sẽ rất là đông xe. Vậy leo khu vực đây là khu vực chỗ Phú Mỹ đây. Đường xá thì nó đông xe container, cả nhà nhìn thấy không? Các loại container. Các loại xe container, xe hàng hóa nhiều, đông đúc. Bây giờ nhìn thấy khu vực này nhà máy, cái đây là cổng khu công nghiệp Gò Dầu á. Bây giờ nhìn thấy nhà máy Vidan công nghiệp, đây là cổng của khu công nghiệp Phú Mỹ. Bây giờ nhìn thấy cả hai chiều luôn chứ không phải là một chiều đi lên Hồ Chí Minh đâu, chiều từ Hồ Chí Minh đi ngược lại các cảng, cụm cảng của công nghiệp ở khu vực thị xã Phú Mỹ này. Cái không khí, chất lượng không khí ở đây thì không được tốt đâu cả nhà. Đây, bên tay trái cả nhà là nhà máy Vedan. Cả nhà nhìn thấy không? Ba lan xe ở trong là đều các loại xe container, xe san lấp mặt bằng, rồi xe chở hàng hóa, nó bụi mù mịt ở trên. Cả nhà thấy không? Những cái xe mà rất là nhiều bánh, xe chở hàng quá trời nặng luôn. Đường thì rất là đông nha cả nhà, cực kỳ đông xe luôn nha, các loại chen chúc nhau ha. Đây các khu vực trạm dừng chân bò sữa cả nhà, bên đây phải này là một chiếc container chở hàng rất là lớn, chở gạch, các loại vật liệu xây dựng. Chiều xuống cũng đông nữa, chiều từ thành phố Hồ Chí Minh xuống cũng đông nữa. Kinh tế đang phục hồi rất là mạnh mẽ tại khu vực các tỉnh phía Nam, nhưng mà có một cái điểm rất hơi buồn xíu là cái đường xá giao thông ở trong phía Nam mình thì còn rất là thiếu và chưa đạt được cái chất lượng để đáp ứng cho cái việc là phát triển kinh tế, đi lại, xe cộ lưu thông. Nhà nhìn thấy đây, thì lâu rồi mới quay trên đường để chia sẻ với cả nhà, có dịp đi ra đường thì sẽ quay hết và chia sẻ để cho nhà mình nhìn thấy được cái khung cảnh, những cái giao thông tầm này đi này. Không khí 41 độ rồi, một phần đó là nó nắng nóng, một phần đó là do cái nhiệt độ xe, thì cái sensor trong xe nó đã đo lên tới 41 độ rồi. Không khí ngoài trời bây giờ phải nhất phải 37, 38 độ C.
buổi chiều vậy, ánh nắng rất là gắt. Chiều luôn nha cả nhà, không phải là một chiều không đâu. Cái này là sắp tới cái trạm để mà chuẩn bị đi vào cái khu cao tốc Long Thành Dầu Dây, hy vọng là cái đường cao tốc nó đỡ đông một chút xíu. Như vậy thì quá đông mà. Thì hy vọng sẽ mang đến cho cả nhà những cái hình ảnh thực tế nhất. Đường quốc lộ 51 đi xuống Vũng Tàu thì mỗi bên là 4 làn xe, là 8 làn xe, nhưng mà mật độ giao thông thì nó đông đúc lắm. Hy vọng mốt có cái tuyến đường cao tốc thì sẽ giúp cho giao thông đi lại nó thuận lợi hơn xíu. Đây cả nhà nhìn thấy khu vực này thì em coi trên địa chỉ chính xác nó là cầu vượt về là chắc cú nhất, an toàn nhất.